Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng hai mũi chân khép vào nhau, lưng thẳng, cằm hơi thu lại, lưỡi để nhẹ phía trong chân răng hàm trên, mắt nhìn thẳng, tay phải nắm chui quạt, hai tay buông xuôi dọc chỉ quần, quạt chút xuống. Khởi thức, mời các bạn quan sát một lượt. Một, hai, một, bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đồng thời hai tay nâng ngang ngực, tay quạt dựng phía trong, tay trái phía ngoài. Hai, nhún gối thành mã bộ, đồng thời hai tay tách ra, hạ xuống xếp úp trước gối, quạt tay phải. Khởi thức, mẹ, âu cơ, mời các bạn chúng ta quan sát chiêu thức thứ nhất, hư bộ mở quạt. Một, hai, ba, bốn, chiêu thức số 1, hư bộ mở quạt. 1, từ xa xưa chuyển trọng tâm chân trái, rồi đưa chân phải về đinh bộ, tay quạt vòng xuống đặt ngửa trước bụng, tay trái vòng lên xếp úp ngang ngực. 2, đi khai, chân phải bước lùi rồi chuyển thành hư bộ trái, đồng thời tay quạt đưa lên đặt dọc ngang tai, tay trái úp cổ tay phải. 3, thiên, chân trái lên nhấc lên 10 cm, quạt dựng, tay trái hạ úp bụng phải, người hơi quay phải. 4, lập địa, đặt mũi chân trái thành hư bộ, mở quạt dựng bên tai, đỉnh quạt số 3, tay trái vòng sang úp bên hông trái, người hướng số 1, mắt nhìn thẳng. Một, hai, ba, bốn. Chiêu thức số 2, độc lập đóng quạt. 1, dồn trọng tâm lên chân trái, hạ quạt ngang bên sườn trái đỉnh số 4, tay trái úp trên góc trước. 2, xoay người sang số 7, hai chân đứng thẳng, nhấc gót chân phải, đồng thời quạt đưa theo và thu lại, đặt ngửa ngang ngực, đầu quạt chếch lên số 7, tay trái đỡ rưỡi tay phải. 3, chân phải nhấc lên, chân trái trùng xuống, đồng thời hai tay hạ xuống úp hai bên hông. 4, đặt gót phải xuống, hai tay đưa lên trước bụng, đỡ dưới tay phải, quạt hơi chếch lên. 5, chuyển trọng tâm lên chân trước thành cung bộ phải. 6, đứng thẳng hai chân, co nâng gối trái, hai tay chọc chếch cao hướng số 7. Mời các bạn cùng tập chiêu thức số 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta cùng tập lần thứ 2. Lạc, Long Quân, cùng bao con đi ra nơi biển cả.
Mời các bạn quan sát chiêu thức số 3, chuyển thân hư bộ. 1, 2, 3. Mời các bạn quay lại phía sau tập đúng hướng. Chiêu thức thứ 3, chuyển thân hư bộ. 1, 2, để chuyển trọng tâm sang chân phải. 3, đất nước, nhấc mũi chân trái. Chiêu thức thứ 3, 1, 2, 3, để đất nước. Mời các bạn quan sát chiêu thức thứ 4, xoay người loan quạt. Mấy, rực rỡ, một gấm, vóc mãi, dạng rỡ, hai, ba, bốn. Mời các bạn cùng tập. Một, mấy chân trái đặt gót số 3, tay trái duỗi ngửa số 3, tay quạt duỗi số 8, đầu quạt số 8. Số 2, rực rỡ, chuyển trọng tâm chân trái rồi thu chân phải về đinh bộ, đồng thời đưa tay quạt đặt ngửa trên tay trái hướng số 2. 3, một gấm, chân phải bước lùi số 7, rồi chuyển trọng tâm chân phải, chân trái duỗi thẳng, nhấc mũi chân đồng thời hạ tay quạt xuống dưới khuỷu tay trái. 4, vóc mãi, quặp chân trái vào trong, xoay người đưa quạt vòng xuống sang số 7, chúc bên hông phải, tay trái duỗi chếch cao số 3. 5, dạng ngồi mã bộ, tay quạt đưa lên ngang vai số 7, tay trái vòng qua mặt đặt ngửa dưới tay quạt. 6, rỡ, nâng quạt chếch cao, tay trái úp bên sườn trái, người xoay số 7. 7, 8, 3 nhịp nhạc, chân giữ nguyên, xoay người sang hướng số 2, tay quạt xoay theo sang chếch cao số 2, tay trái vòng sang úp bên hông trái. Chúng ta cùng tập lại lần nữa chiêu thức số 4. Mấy, rực rỡ, một gấm vóc mãi, rạng rỡ, hai, ba, bốn. Bắt đầu. Mấy, rực rỡ, một gấm vóc mãi, rạng rỡ, hai, ba, bốn. Mời các bạn quan sát chiêu thức số 5, mã bộ luân chuyển. Qua bao gian lao, Việt Nam ta, ôi bao yêu thương, Việt Nam ta, ngàn lời du trong bão giông, mà ngọt ngào sao câu dân ca. Mời các bạn chúng ta cùng tập chiêu thức số 5. 1, qua bao gian lao, chuyển sang chân phải, xoay tiếp sang số 3, tay trái đưa lên ngửa chếch cao số 3, tay quạt vòng xuống đặt dưới khuỷu tay trái. 2, Việt Nam, quay về số 1, hai chân đứng thẳng, tay trái dựng trước trán, quạt nằm ngang trước bụng. 3, ta, trùng gối thành mã bộ,
tay trái dựng trước ngực, quạt về bên hông phải, lòng bàn tay ngửa. 4. Ôi bao yêu thương, giữ nguyên gối và tay, nhấc mũi chân phải, xoay người về số 7. 5. Việt Nam, chân trái bước gót lên số 7, tay trái kéo về úp trước vai phải, tay quạt thả xuống xuôi theo chân trái. Ta chuyển thành cung bộ trái, đồng thời quạt đưa lên ngang vai và mở quạt đỉnh hướng lên trên. 7. Ngàn lời, chân phải thu sát chân trái thành đinh bộ, tay quạt hạ xuống bên sườn trái, tay trái đặt úp góc. 8. Du, chân phải bước gót lên trước, đồng thời hai tay nâng cao lên bằng vai. 9. Trong bão giông, chuyển thành cung bộ phải, đồng thời tay đẩy ra quạt ra trước, tay trái đẩy lòng bàn tay ra số 1, cao ngang vai, ngón tay hướng trước. 10. Ngọt ngào mà chuyển ngồi chân trái, chân phải nhấc mũi chân, quạt đưa chách cao số 7, tay trái nâng cao chách số 2. Sao, quắp mũi chân phải vào số 1, chân trái cong, chân phải thẳng, người xoay sang số 2, tay vòng lên cao trên trán chụm lại, đỉnh quạt chúc xuống che mặt, tay trái úp mu tay phải. 12. Câu, chuyển hai chân đứng thẳng, người số 1, tay giữ nguyên. 13. Dân ca, ngồi xuống thành mã bộ, hai tay hạ theo xuống, cổ tay cao ngang ngực, tay trái úp trên tay phải. Chúng ta cùng tập lần thứ 2. Kiêu thức số 5, mã bộ luân chuyển. Qua bao gian lao, Việt Nam, ta, ôi bao yêu thương, Việt Nam, ta, ngàn lời, du, trong bão giông mà ngọt ngào sao, câu, dân ca. Chiêu thức số 5, mã bộ luân chuyển. Qua bao gian lao, Việt Nam, ta, ôi bao yêu thương, Việt Nam, ta, ngàn lời, trong bão giông mà ngọt ngào sao, câu, dân ca. Mời các bạn quan sát chiêu thức thứ 6, bước chọc mở quạt. Du con, mẹ du con, tiếng du, cả cuộc đời. Chúng ta cùng tập chiêu thức số 6, bước chọc mở quạt. 1. Du con, người hơi nhích sang trái, gối giữ nguyên, tay giữ nguyên. 2. Mẹ du con, hơi nhích người sang phải. 3. Tiếng du, chuyển hết trọng tâm sang chân trái, đồng thời hai tay đưa hết cỡ cao sang bên trái. 4. Cả, lấy đà đẩy người về đứng thẳng chân, chân trái co ngang gối số 3, hai tay đưa trên đầu, quạt chúc. 5. Cả cuộc đời, chân trái bước chọc sang phải, đồng thời hai tay mở ngang hai bên vai, quạt dựng. Chúng ta cùng tập lần thứ 2, chiêu thức số 6, bước chọc mở quạt. Du con, hai mẹ du con, tiếng du, cả cuộc đời.
Mời các bạn quan sát tay quạt từ phía trước. Chiêu thức số 6, bước chọc mở quạt. Một du con, mẹ du con, tiếng du cả cuộc đời. Mời các bạn quan sát chiêu thức số 7, độc lập thu quạt từ phía trước. Du con, lời du, cất lên từ ngàn đời. 2, 3, 4, biển xanh xanh, trời xanh xanh. Chúng ta cùng tập chiêu thức số 7, độc lập thu quạt. 1, du con, hai gối khuỵu, hai tay cuộn vào trong rồi xuyên quạt trúc úp chéo số 8, tay trái úp vai phải. 2, 3, lời du cất lên, người xoay trái nâng cao dần về cung bộ trái, hướng số 7. Hai tay giữ nguyên, người hơi lao ra trước. 4, từ, trùng gối chân phải, trọng tâm hai chân, quạt trúc xuống. 5, ngàn đời lùi hẳn về chân phải, nhấc mũi chân trái, hai tay thu về trước trán, quạt trúc xuống, tay trái đè tay phải. Đời, hai tay mở ngửa sang hai bên ngang vai, quạt dựng, mắt nhìn theo quạt. 3, nhịp nhạc, 2, 3, 4, bước gót chân phải lên trước, hai tay thu về trước bụng, quạt dựng, tay trái đỡ giữa tay phải. Biển, số 6, đặt mũi chân phải, người hơi quay trái, đỉnh quạt đưa sát ngực. 7, xanh xanh trời, từ từ chuyển trọng tâm lên chân phải thành cung bộ phải, đồng thời hai tay theo vòng cung đưa dài về số 7. Xanh xanh, co gối trái thành độc lập, đồng thời hai tay mở sang hai bên vai và thu quạt. Mời các bạn tập lần thứ 2, chiêu thức số 7, độc lập thu quạt. Du con, lời du, cất lên từ ngàn đời. 2, 3, 4, biển xanh xanh, trời xanh xanh. Mời các bạn quan sát tay ở phía trước của chiêu thức số 7, độc lập thu quạt. Du con, lời du, cất lên từ ngàn đời. 2, 3, 4, biển xanh xanh, trời xanh xanh. Mời các bạn quan sát chiêu thức số 8, vân thủ. Cho con bao hy vọng, dòng sông xanh. Trời xanh xanh, cho con bao ước vọng. Mời các bạn quay lại và tập chiêu thức số 8, vân thủ. 1, cho con bước lùi chân trái về số 3, hai tay thu về hình cá số 7. 2, bao hy vọng, chuyển trọng tâm sang chân trái, hai tay theo nhau vòng xuống sang trái, tay phải úp, tay trái ngửa. Dòng sông xanh, bước chân phải về mã bộ, hai tay kéo về trước ngực, quạt nằm ngang trước ngực, bàn tay trái dựng đầu quạt, lòng tay hướng ra số 1. 4, trời xanh xanh, chuyển trọng tâm sang phải, hai tay sang phải, tay phải trên tay trái, dưới khuỷu tay phải. 5, cho con chuyển sang trái, hai tay vòng xuống sang trái, tay trái cao, ngửa, tay phải thấp.
bao ước vọng, thu chân phải về mã bộ, hai tay trước ngực. Mời các bạn quan sát chiêu thức số 8 vân thủ từ phía trước. Để quan sát phần tay, cho con bao hy vọng, dòng sông xanh, trời xanh xanh, cho con bao ước vọng. Mời các bạn quan sát chiêu thức số 9 hạ thế. 4 nhịp nhạc, 1, 2, 3, 4, lửa đã cháy. Ở phía trước, lửa sáng mãi. Mời các bạn cùng tập đúng hướng của người tập. Chiêu thức số 9 hạ thế. 1, 4 nhịp nhạc, đạp chân trái sang ngang hướng số 3, đưa quạt sang số 8, dựng quạt cao ngang vai, tay trái dựng nghiêng dưới khuỷu tay phải. 2, lửa đã cháy, hạ thế. 3, ở phía trước, chuyển dần trọng tâm sang chân trái, tay trái dần dẫn sang trước gối trái. 4, lửa sáng mãi, hoàn thành cung bộ trái. Tay trái dựng trên gối trái, tay quạt đặt ngang hông, đầu quạt hướng số 3. Mời các bạn tập. 1, 2, 3, 4, lửa đã cháy. Ở phía trước, lửa sáng mãi. Mời các bạn quan sát ở phía trước. Những động tác của tay phối hợp trong chiêu thức số 9 hạ thế. 4 nhịp nhạc, 1, 2, 3, 4, lửa đã cháy. Ở phía trước, lửa sáng mãi. Chiêu thức số 10, độc lập xoay chuyển, tình, đất, nước. 1, 2, nên bao năm cha, hành quân xa, nay thêm bao con, cùng đi xa, một màu xanh như áo cha. Mời các bạn cùng tập chiêu thức số 10, đúng hướng của người tập, độc lập xoay chuyển. 1, tình, hơi mở lùi mũi chân trái. 2, đất, bước gót phải lên trước, thả quạt xuôi xuống. 3, nước, chuyển trọng tâm thành cung bộ phải. 2, nhịp nhạc, kéo chân trái co gối thành thế độc lập, đồng thời đưa tay quạt lên trên đầu và mở quạt, đỉnh quạt hướng số 7, tay trái úp trước vai phải. 5, nên bao năm cha, đặt gót trái lên phía trước, check số 4, khoảng cách ngang 20cm, tay giữ nguyên. 6, hành quân xa, chuyển trọng tâm lên chân trái, mũi chân cọc vào, nâng ngửa tay trái lên cao số 3, tay quạt úp trước bàn tay trái. 7, nay thêm bao con, xoay phải về số 8, thành hư bộ phải, hai tay tách ra. Tay trái về hướng số 4, tay quạt dần chéo úp trước gối phải, người hơi cúi. 8, cùng đi xa, tay giữ nguyên, chuyển trọng tâm chân phải, người xoay phải về số 4, tay trái số 8. 9, một màu xanh xoay người về số 5, rút chân trái về cạnh chân phải, bước chữ đinh. Hai tay thu về trước ngực, quạt trúc, tay trái úp ngoài tay phải. Như áo cha, quay người về số 3, đứng thẳng hai chân. Tay quạt đưa thẳng lên cao và thu quạt, tay trái úp vai phải. Mời các bạn tập chiêu thức số 10, độc lập xoay chuyển. Tình, đất, nước. 1,
2. Nên bao năm cha hành quân xa, nay thêm bao con cùng đi xa một màu xanh như áo cha. Mời các bạn quan sát các thế tay của chiêu thức số 10 độc lập xoay chuyển tình đất nước. 1 2 nên bao năm cha hành quân xa, nay thêm bao con cùng đi xa một màu xanh như áo cha.